Ở tuổi 45, diễn viên Ngô Thanh Vân ưu tiên những bộ quần áo rộng và năng động hướng đến sự trẻ trung. Ngô Thanh Vân thường chọn những bộ cánh tạo sự thoải mái, tươi vui thông qua kiểu dáng, họa tiết. Trong dịp Tết vừa qua, cô khoe hình ảnh trong trang phục áo dài cùng với khăn trùm đầu, kính gọng to với nhiều tạo dáng biểu cảm hài hước bên dòng, được dân mạng thả tim không ngớt và khen ngợi cả hai vì độ ngọt ngào, đáng yêu. Để tạo sự trẻ trung, Ngô Thanh Vân thỉnh thoảng kết hợp kiểu tóc tết hai bên. Cô cũng thường hay mặc những trang phục sáng màu với chất liệu cô tông thô đuổi, linen với phong dáng tối giản và chuộng giày sneaker. Tủ đồ của Ngô Thanh Vân còn có nhiều chiếc áo in họa tiết hoạt hình hoặc là những phong cách ngộ nghĩnh năng động. Ngô Thanh Vân cũng sở hữu rất nhiều những thiết kế unisex để tiện mặc đồ đôi với chồng. Kể từ khi kết hôn, nữ nghệ sĩ được nhận xét là ăn mận nữ tính hơn. Và khi đi dự sự kiện thì cô thường chuộng những trang phục hướng đến vẻ thanh lịch, đơn giản nhưng vẫn có những điểm nhấn về màu sắc hoặc một vài chi tiết trong thiết kế.